xíu xíu. Chưa nấu rồi. Nếu mọi người giờ lại bắt đầu một tổng khói, mình tiếp tục ngày mới. Đây. Wow, cây rất chi là phơi lên nhé mọi người. Một cây sông má này. Cây này phải 4 người ôm cũng chưa chắc đã hết mọi người ạ. Đó, thật chi là bự luôn. Người bé tẹo tèo kìa. Cây rất chi là cao nhé mọi người. Giờ sẽ cho đứa cháu nó trèo trước mọi người ạ. Đứa bật té hả? Vô à. Mặt quay là để cái tà phôn ra hả? Nãy lồng sợ mà chạy trống kia hết rồi. Lồng mua hết rồi. Mới xuống mà thấy ứng rồi. Khởi chuột thế à? Ra chơi thì anh chả kén gì. Bây giờ mình bắt đầu trèo nhé mọi người. Là mệt luôn. Wow, nè, khởi lão tự tin nè, chờ tao lá. Chân ra mồm mày. Wow,
Cây nó khá là cao nhá mọi người. Trời ơi, không chỉ là khá cao mà quá cao luôn mọi người ạ. Xuống này sẽ vượt qua mấy tầng kia nữa, mấy tán lá mà nó thấp hơn đó. Trời ơi, tổ ong ở túc trên ngọn luôn nhá mọi người ạ. Rồi. Trời ơi, một thung lũng. Nhưng chỗ như này kiếm ong thì rất chi là dễ kiếm luôn này. Đó. Wow, rất chi là nhiều cây cao. Không có cao lắm đâu mọi người. Nhưng mà trèo thì quá phê luôn. Có người đóng đinh, đóng thang như này rồi. Nhưng mà rất chi là ẩu nhá. Này, trời ơi, em phải kêu đứa cháu nó đóng lại đinh mọi người ạ. Đâu người ta bắt ở ngay đó mọi người. Chú tới đó mình sẽ chỉ cho mọi người xem chú mà người ta bắt. Sầu có sao? Cần giờ nó bôi nhà xuống nào lại, ta chơi giờ tôi thì hấp tổ. Wow. Hello. Trời ơi. Được không đấy? Wow, rừng già. Ong rừng già rất chi là phê nhé mọi người. Trời ơi, không khí trong lành, quá đà luôn. Đây cây của nó rất chi là cao mọi người ạ. Nhìn thấy rất chi là xa luôn. Tí con này. Cảnh đẹp. Đó mọi người. Đâu nhỉ? Nói mình bảo mình quay cho mọi người xem tổ người ta bắt. Nó người ta bắt ở cành trên đó mọi người nhá. Tổ chỉ là bự luôn. Và tổ mình bắt cũng ở trên đó luôn mọi người. Mình chơi mất nặng lầy đấy. Ô, ong bé xíu à mọi người ơi. Tổ mà bây giờ mình bắt bé quá nhá mọi người. Chịu luôn à. Hết muốn trèo luôn á. Thì là đéo được 2 kg luôn. Nhìn thấy ong hết muốn trèo luôn nhưng mà lỡ trèo lên tới nửa mọi người ạ. Nên là phải trèo. Lên đi. Trèo đi. Rào. Ra từ chỗ xa giờ mà rồi cũng lên ra. Làm bố có một khói là chủ dâu kìa. Cây cao. Ong nhỏ xíu. Trời ơi, mấy cái dây leo này
như kiểu chân con rết luôn mọi người. Rễ nó mọc rất chi là nhiều này. Giống kiểu quế nhá. Ồ, cây nào mà là cây quế á, cả bãi chê luôn. Wow, sao tổ người ta bắt bự dữ mà. Tổ bây giờ mình bắt nhỏ xíu mọi người ạ. Bị lừa rồi. Lừa sao lừa, rõ ràng mình thấy mà. Mình nhìn tận mắt mà. Đâu ai ép mình trèo. Ui xà. Quả phê. Đủ má cao thế. Cao không? Cao ơi. Hả? Cao ơi. Cao hả? Đâu có cao đâu. Nó chỉ là quá cao thôi. À đồ má. Dữ à? Nhỏ á? Bự cơ đó mà còn kêu nhỏ á? Cây rất chỉ là dễ trèo tới khúc này nhá. Đóng nhiều nhiều luôn á. Trời ơi. Ủa chắc gì đã có mật tổ trên nó. To thế mà bạn không có. À. Treo cho vui mà. Trời ơi ông này cắt tổ này. Rất chí là bự đâu mọi người ạ. Đây này. Đó. Đó người ta cắt tổ nó rất chí là bự nhé mọi người. Sao người ta không có để lại cho mình bắt lần hai nhỉ? Tiếc quá trời luôn. Wow. Tổ trên kia rất chí là cao luôn. Giá từ được con. Gì đó sẽ gian gì mà. Dính là thang đất tây gì tốt cầu mà. Tăng ổ cá tốt cầu. Có thể lấy gì chưa hề. Úp lý thật khôn không. Thang đất đó, đất toàn đó. Trời ơi, do ong nhỏ quá lên tới khúc đây là hơi lâu rồi. Wow. Chứ mấy cây này chả xi nhê gì đâu. Hết muốn đi luôn. Ông ấy xíu hết muốn đi luôn. Ôi nạc an thả ông bà lội lại gặp sẵn lọ. Phải số mảnh chí biết lá. Ôi lá tỏ lá. Ừ. Ôi khó chịu thế thầy nè. Giá tên gì lá thầy lên gồm lá. Có chút dạ dữ rồi. Làm bà lội. Đúng rồi, giờ cho đứa cháu đi cành kia nhé. Mình sẽ lên cành đây mọi người ạ. Trời ơi, nhìn tổ ong mà mình hết muốn trèo mà. Mà người ta cứ bảo là trèo thì đam mê mà. Thôi, thì trèo đại một lần nữa. Trèo lên để được nghe tiếng ong bay vu ve nhé mọi người. Đam mê gì còn này nữa. Vậy không? Tàu tàu gió tàu có lăng lắm mà. Dạ. Lăng hay cầm muốn. Đó do cái cảnh nó phải lật qua phía bên kia mọi người. Có rất xôi. Wow, giá mà mình được bắt tổ này chắc rất chi là phê luôn. Và tiếc anh em nào bắt trước mọi người. Ổng rất chi là bự luôn. Giờ mình qua còn tổ sau nhé. Anh chỉ là một người đến sau.
quá máu mới trèo. Trèo lên đây còn lộn canh nữa. Trời ơi, những chỗ như này kiếm ăn vậy này, nếu mà có thì rất chi là phê luôn. Đó mọi người, đứa cháu mình đang trèo phía dưới nhá. Ui chà chà, ai phá tổ thì lại nói thích người đó thôi chứ. Không lớn để các bác sẽ vào tàu kề lo dùng. Sanda sale. Có phơi luôn mọi người. Ôi xa ơi. Cây phải nói cực cao luôn. Mà tổ ong thì để xíu xíu. Hết tổ ong tút trên nấu mọi người. Trời ơi. Cháy à? Bị che mọi người, giờ mình cũng phải leo lên trên này nhá thì mới thấy rõ được. Nhanh thế. Cất tỏ anh gì xuống đây á? Cái gì à? À. Đau không? Phá nhà của người ta thì dương xin nghe gì đâu. Lấy mặt thôi đúng không? Đó rồi. Tới tổ ong à?
phút trên bầu trời luôn. À, bầu trời cũng ngót rồi mà mọi người. Cây cảnh cũng ngót hết rồi nhá. Đó mọi người coi coi mặt không ạ. Bốn màu nha chị này. Ô ta nào đó. Nuôi ong nó toàn sổ cây đốt này. Wow, con mặt kìa. Ong quá già luôn rồi người ạ. Trời ơi, ong nó biết cái mặt này mọi người ạ. Ôi, giờ nó phải sơ bóng rồi. Ăn bô màn hình quá mọi người. Trời ơi cái cây này cực đá luôn, nó vòng vèo rồi. Đó, lên luôn. Và tới đồ ong. Ôi da. Đó, tổ cả lọ. Lọ chì lại. Khói tập hát tạo mặt của lại tăng vào giữa các sự tính. Dài hả? Hoa giảng nào mó chứ? Hoa giảng nào mó chứ? Ta lo là dài một tạc cao rồi. Dài tăng cầu mà nà nà. Tại phát nào chưa nó tỏ dư lại. Tạ. Thằng nào càng tỏ cái gì số nó tỏ yêu tăng sư được rồi. Sao ta có dầu xấu à, có dầu là xấu xuân tăng à. Á, tự nhiên lông hả? Sao có thể tí tỏa à? Ờ, bác ai tự trùng hả?
không không có lưới. Ồ có con là có con là mua luôn hai tặng luôn. Tại lớn luôn mà to là và đây là xong rồi nhớ mọi người châu tê tăng châu tê tăng là to luôn nè. Lớn nhà chơi ký đây. Lâu ký đây không? Lâu ký. Chầu rồi đây à. Dư giống cọc cá rồi. Đấu rồi xong nhá. Trời ơi ông. Mày rất chưa là nhiều người ạ. Toàn những cây cao. Nhưng mà cây này từ dưới khe đó nhá. Lên tới đây rất chi là cao luôn. Vậy nói cụt ngọn luôn à. Ông này quá cao nhá, làm tổ.
rồi nhá. À, xong xuống nhé mọi người. Tôi dùng hoa cam làm là lên. Có cơm la lại ấy, ngoài xuống ấy. Giờ xỉnh la lên mà. Để cháu xuống tút trong kia nhé mọi người. Giờ là mình sẽ bắt đầu xuống rồi đây. Cây này rách ra để xuống luôn. Wow, cây rất chi là cao nhé mọi người.
cây phải nói gió phê. Đấy mọi người, giờ xuống tới gốc nhá. Hello, coi nào, cho mọi người xem thành quả nào. Chị nữa. Đó, cuốn lốt sau là có an toàn. Đây, cho mọi người coi thành quả nào. Nóng quá. Bỏ ra. Nóng quá. Wow, đây mọi người ơi. Đây là quả bầu rất chi lọt phê luôn. Đặt bên này này. Đó. Rồi vậy nhá. Quả lọt phê luôn à. Giờ là anh em mình sẽ bỏ đồ. Quay mặt đây nào. Đó, hôm nay là tận rừng sẽ cởi đồ nhá mọi người. Trời ơi. Hơi nóng rồi. Giờ ông cây cao này rất chi là phê luôn. Hello mọi người nhá. Quá nóng lắm mọi người à. Đây, đây là chiếc áo hàng ngày mình hay đi bắt ong này.